nên nước là ngập ngập luôn. Đi được anh. Được, xong còn để cái chỉ nó trơn rong nó nè, bơ mắm. Đi. Cái Phật này được giáp vàng hả? Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Thì hiện nay thì Bùi Hồ trên đường đi xuống xã Hồng Trong, huyện Kiên Lương của tỉnh Kiên Giang, để là cho cô bác chú ý anh chị nghe về sự tích hồn phụ tử và tìm về ngôi chùa có tuổi đời hơn 300 năm, nằm ẩn mình trong một cái hang núi đá vôi mà nhiều người chưa biết đến về cái mảnh đất Kiên Giang này. Và đây là cái đoạn đường đi cũng khá là mát, khi mà hai bên thì được người dân ở đây thì người ta trồng những cái cây cổ thụ rất là cao. Cặp theo kia đây là một cái bờ ven biển, trước đây người ta thường khai thác du lịch ở resort hay là hotel, nhưng mà do tình hình dịch bệnh phức tạp và các resort hiện nay đã đóng cửa thì không có bóng người nào trơn à. Đó, những cái resort mọc san sát nhau. Mới vừa rồi thì có anh Tý là người dân xuống biển ra đây. Chào anh Tý ơi. Anh Tý có thường đi hồn phụ tử không? Dạ, Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện nay thì Bùi Hồ đang có mặt tại huyện Kiên Lương thuộc tỉnh Kiên Giang. Và phía sau lưng của Bùi Hồ đây là hồn phụ tử, hay còn gọi là hồn cha và hồn con. Nói về sự tích hồn phụ tử này thì có một truyền thuyết kể rằng ngày xưa ở nơi đây, cái vùng đất này có một cái con thuồng luồn rất là hung dữ. Con thuồng luồn này thường xuyên làm chìm tàu của ngư dân và ăn thịt của ngư dân. Thì sống ngay tại chùa hang này, ngay tại chùa hang nữa, cạnh ở đây và chùa hang phía bên kia. Quay bên kia anh tí. Rồi. Đó, ngay tại chùa hang. Hai cha con là ngư dân quá bất bình trước nỗi hung dữ của con vật hung dữ này, thì hai cha con mới tìm cách, người cha mới tìm cách tiêu diệt con thuồng luồn này để giữ yên bình cho những ngư dân ở đây. Tìm mọi cách vẫn không tiêu diệt được con thuồng luồn này, thì người cha mới dùng một kế, đó là hy sinh của mình, hy sinh thân mình cùng với con thuồng luồn kia. Thì người cha mới tẩm thuốc độc vào cái cơ thể của mình, sau đó là giả làm một miếng mồi ngon và cho con thuồng luồn ăn. Như thế thì con thuồng luồn nó mới bò ra và nó ăn thịt của người cha. Cắn trong lúc dằn dụa nhau thì đầu của người cha mới dăng xuống nước. Thì người con không thấy người cha nên mới đi tìm người cha. Trong cái quá trình mà đi tìm mấy cô bác quý chị mới gặp cái đầu của người cha. Thì khi mà gặp được cái đầu của người cha thì người con mới đau buồn quá, mới ôm cái đầu vào lòng, ôm cái đầu của người cha vào lòng. Và không may là chất độc của người cha bôi tẩm lúc trước lại thấm vào người của người con và chết luôn. Không biết là động tới trời hay sao. Và những ngày sau đó mưa liên tục, sấm chớp dữ dội. Và nơi này chính mọc lên hai cái tảng đá cao sừng sững. Và tảng đá bên đây là hòn tử, tảng đá bên kia là hòn phụ, cao hơn 30 mét cô bác quý anh chị. Và người ta đặt gọi là hòn phụ tử, truyền thuyết đó cho đến ngày nay. Và để hiểu rõ thêm, đó là một trong những giai hội truyền thuyết về hòn phụ tử ở biển Kiên Lương, Kiên Giang như thế này. Và đó là một phần trong cái câu chuyện mà Bùi Hồ muốn giới thiệu cô bác quý anh chị hôm nay ở nét độc đáo của vùng đất Kiên Giang này. Người ta nói rằng là hòn phụ tử này tạo nên cho vùng đất Kiên Lương này một cái vịnh Hạ Long thu nhỏ, và trời đã ban tặng cho nơi đây một cái phong cảnh rất là hữu tình và độc đáo, mà mỗi lần mà du khách mà muốn về với vùng đất Kiên Giang thì luôn muốn đặt chân đến cái hòn phụ tử này. Và thêm nhiều một điều độc đáo thêm, đó là ngay cạnh tảng núi bên kia ở dưới đó có một cái hang, và người ta gọi là có một cái hang, và trong đó người ta sau này người ta cất một cái ngôi chùa gọi là chùa hang. Và hôm nay thì cũng ngay mùa giãn cách thì Bùi Hồ muốn giới thiệu của bác quý anh chị vào giếng ngôi chùa hang như thế này, một nét độc đáo rất là độc đáo luôn. Ngôi chùa nằm trong cái hang đá như cô bác quý anh chị. Mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ. Mến chào cô bác quý anh chị. Sau khi giới thiệu cô bác quý anh chị xem về sự tích hồn phụ tử, thì hiện nay Bùi Hồ đang có mặt tại chùa hang, một ngôi chùa khá là đặc biệt, nằm ẩn mình trong cái hang của núi đá vôi và có tuổi đời hơn 300 năm.
để hiểu rõ thêm về chùa hang này và cũng như sự thật các vị Phật ở đây. Mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ vào chùa nha. Đây là cái nơi chánh điện để đi vô tham quan chùa hang cô bác quý anh chị. Chùa nằm ở trong một cái vách đá luôn. Nói chung là nằm ở trong một cái hang luôn ha. Và có tuổi đời chắc khá là lâu. Chết cha nước ngập luôn. Những ngày qua thì mưa rất là nhiều nên nước đã ngập luôn. Đi được anh? Được, xong còn để cái chỉ nó trơn rong nó nha, bơ mã mái ướt anh. Dạ. Mưa núi nó xuống ngập. Ồ. Đây, một cái ngôi chùa nằm ở trong cái lòng núi á. Ui da, nước ngập. Ôi, nước mưa lạnh quá. Ừ, đây lạnh. Đây có luồng gió mát lạnh. Ờ. Đây nè. Ôi. Chùa này có dơ trong anh? Nghe cái mùi phân, mùi dơ á. Tại vì ở trên đây nó lộng, gió xuống nè, chỗ này có hang lộng. Trời nó hắng hạn, cũng đây cũng mát. Ồ, đây có cái rất là nhiều vị Phật luôn. Đây nó có luồng gió trời. Đây. Ở trên kia là những cái thông gió trên đó ha. Ừ. À. Mưa nè. Nước mưa đây bị lúng hết à. Bị trơn dạ rất là trơn luôn. Đây các bậc sư thầy đã treo đèn đây hết à. Trời ơi lộng gió trên kìa. Ôi nhìn quá đẹp anh. Cái này cũng thiên nhiên không à, đâu có xây được cái Phật ở trên. Chỉ có các Phật thôi ha, các vị Phật ha. Đây cái chuông cổ anh. Chuông cổ. Nghe cái mùi phân rơi. Đây các vị Phật. Vị Phật rất là to luôn. Đây. Anh Trí, các Phật này được dát vàng hả anh Trí? Các Phật này được dát vàng hả? Đúng không? Theo chia sẻ của Uyên Hồ thì cái chùa hang này rất là lâu đời. Mà không biết tại sao thì ngôi chùa được đặt trong một cái hang đá. Có vẻ rất là linh thiêng. Bên đây được ốp bởi những cái mái tôn nè. Ngoài cái gì? Tới đây là hết đó anh Trí? Còn, ngang sau. Khóa cửa rồi. Khóa cửa rồi. Ở ngoài sau là lối đi ra luôn. Ha. Ôi, vô trong đây là không có sóng wifi, không có sóng điện thoại luôn á. Nè. Mất sóng hết luôn á. Ở đây thì vô một cái vách núi này thiên nhiên rất là hoang sơ luôn. Chúng ta thấy được cái vẻ hoang sơ trong một cái ngôi chùa mượn cái hang núi để làm một cái nơi của an vị của các vị Phật. Ở đây nhìn hình giống hình cởi con gì quá ta. Có ai đã từng lên tới trên đó chưa? Chưa hả? Ồ, cái gì vậy? Cá. Con cá hả? Cá vậy rồi. Ông ghê vậy anh Trí? Ta chắc có lẽ là tắt máy mình thắp hương cái đi. Ha. Mình vô Phật thì thắp hương vậy. Việc những ngôi chùa mà nằm ẩn mình trong vách núi và các tượng Phật nằm trong hang đá như thế này là một điều khá là độc đáo. Đầu tiên là quan sơ không, tại mình vô không được cái đầu ngoài. Quan sơ lắm hả? Đá này phân dơ nè, thấy không? Phân dơ luôn. Cái cảm giác nó rất là hôi luôn. Từ này sâu trển. Cái lòng là gió nè, chỗ này nè.
này gió xuống nè. Ờ, à, gió từ trên đó gió xuống nè. Đó, đây thì chỗ này mà lúc nào cũng mát á. Giờ mất mình chỗ nào cũng mát rồi. Ừ. Nãy đây có cá anh chứ. Đây các vị Phật đang đang ngồi nè, rất là nhiều các vị ha. Và trên kia là cái vườn ở trên đó là cái tái hiện lại cái vườn Lâm Tỳ Ni. À, dạ, cái vườn Lâm Tỳ Ni trong sự tích sự ra đời của Phật Thích Ca ở Ấn Độ. Và thấy cái vườn Lâm Tỳ Ni này khá là độc đáo khi mà được đặt ở trên trang nghiêm ở trên một cái vách núi kia ha. Núi là núi đẹp không đó. À. À, không hiểu thì mà mình có thể tìm cách nào mình có thể đi lên cái vườn Lâm Tỳ Ni như thế này ha. Độc đáo quá. Ngày xưa thì theo truyền thuyết kể rằng thì Phật Thích Ca ra đời thì khi ông mới vừa ra đời thì ông biết đi liền và bước 7 bước và ra nở ra 7 bông sen. Và một tay ông chỉ lên trời và một tay ông chỉ xuống xuống đất. Cái vườn Lâm Tỳ Ni này cũng khá là độc đáo khi mà nằm cạnh như thế này. Và không, mình không có thể tìm cách lên trên đó được nè. Lên được không ta? Ồ sao mà lên đó hay vậy? Chỉ có thể nhìn từ xa thôi, đúng không anh? Và trên kia thì có, mình thấy có một cái cây bồ đề đã che phủ cái bóng mát luôn rồi. Đó, cây bồ đề. Một cây bồ đề mọc cạnh vách đá và các vị sư ở đây đã đặt cái tượng Phật tái hiện lại cảnh Đức Phật ra đời. Đây là cái khuôn viên của ở trong cái đó là núi Đá Vôi đó cô bác quý anh chị. Và ở dưới đó thì có các thạch nhũ ở trong đó mà Bùi Hồ mới vừa quay cho cô bác quý anh chị xem. Và ở trong đó được đặt các vị tượng Phật ở trong hang nó rất là trang nghiêm luôn. Và theo chia sẻ ở đây thì nơi này có rất là nhiều khỉ. Và hàng ngày thì các vị sư thì khi mà không có khách tham quan á, khỉ nó quậy nhiều lắm nên các vị sư phải đóng cửa lại. Ai muốn tham quan thì phải mượn cái chìa khóa đi vào. Nhìn cái bối cảnh ở đây đẹp luôn, rất đẹp luôn. Cô bác quý anh chị, qua một vòng tham quan về ở Kiên Lương thì Bùi Hồ muốn giới thiệu cô bác quý anh chị xem về sự sự tích của Hòn Phụng Tử. Và một cái nơi khá là đặc biệt đó là một cái chùa ở trong cái hang đá có tuổi đời hơn 300 năm. Và rất mong video clip này sẽ mang đến cho cô bác quý anh chị một điều gì đó bổ ích. Có dịp thì về với vùng đất Kiên Lương, Kiên Giang để mà ghé xem tham quan ở chùa hang ha, có điều gì độc đáo. Xin hẹn gặp lại cô bác quý anh chị ở clip sau. Xin chào và hẹn gặp lại.